Bây giờ anh em ơi, mình vừa nhận ra là chúng ta có một cái phiên bản kiếm Dragon màu tím ấy. Nó còn nó cái khủng hơn cái kiếm Dragon bình thường nhiều. Và cái tuyệt kỹ của nó nhìn nó như kiểu một cái bão luôn ấy, nhìn sợ vãi nồi. Đỉnh thật. À, mình cứ tưởng nó chỉ đổi màu cho đẹp thôi nhưng mà méo anh em ạ. Nó mạnh hơn nhiều nhá. Ai thật. Đúng rồi. Sơn kiếm để mạnh hơn anh em ạ. Vũ khí thời tiền sử nhưng mà vẫn có sơn kiếm bình thường. Và có một điều nữa là cái này cái kiếm này gần là mình đổi bao lâu được các bạn. Tí nữa mình xem. Đụn lụm xem. Ôi vãi nồi. Thằng này thằng zombie à. Vãi lìn thằng zombie. Nói này không có ấy rồi, nên hoàn tiễn. Eo chán ghê. Mày lại đấy, đấy đấy, phải có mấy chấm quỷ các bạn. Ôi, cung này. Ôi đây rồi, ngon. Cung thân phần nỏ. Úi rồi, đây rồi, mình lo được. Chết chứ còn gì nữa, ngon, cung thần và kiếm Dragon, được, combo này yêu thích luôn. Tí lắm, combo này uy tín lắm. Ủa sao, thế mẹ nó cả chùm liên hoàn tiết mà được mỗi một kill ạ. À thật đấy, thằng này cầm kiếm thế không? Cái này là cận chiến mới thì phải chứ không phải là kiếm Dragon đâu. Nhưng mà nó, cái khả năng của nó kinh khủng khiếp lắm. Chết gãy. Ủa, kia, đầu to kìa. Đầu to nó cũng đi rồi. Ôi, cứ đợi lên là tiếng bắn thôi. Mình đi qua con dao luôn. Ok, 4.000 máu này. Cái này sốc sát thương này. Nhất nhì cái chú quỷ 2 rồi nhưng mà không thể nào ăn lại cái nỏ được. Vãi thật. Này có chút kiếm liên tục thôi. Đấy cái kiếm màu tím đấy mình bảo đấy. Cái chiêu của nó thì đầu clip mình anh em xem rồi đấy. Nhìn nó chỉ nó đẹp nhờ. Ảo vãi nồi luôn. Mấy kiệu của mình nó không vô hạn cơ, mình phải bắn chết được zombie cơ. Đấy hồi được nhiều tên phết rồi này. Đấy. Ui kìa. Các bạn chó liên tục. Mất tiêu rồi. Cũng không còn thua. Cũng không thua nỏ rồi. Ok. Ôi sao. Đứng ở đây này. Ôi giời. Chạy. Vỡ tổ rồi, ông vỡ tổ rồi. Ui. Ôi thôi, hết rồi, sinh mất tiêu luôn. Mày chết. Đừng lấy mà dạng. Ui cái nỏ ngon thế, đùa. Đẹp chưa kìa. Mày đấy. Bướng này. Chết với chúng tôi. Ok. Để qua gạch con giòm luôn. Ê. Nó bắn kìa, bay. Úi rồi ôi. Những cái nỏ năng lượng mà xem. Quá trời quá đất, khuyết được 2 kill nhở. Kiếm Dragon mới được 2 kill nhá. Được 2 kill là mừng rồi. Asaki. Quán thua của thằng Đăng hay sao ấy. À đủ, hay là lại cầm nhầm đăng. Cái gì đấy? Hay là quần cầm nhầm quần thì người ta lên. Ai đâu nào. Thế nhà kìa. Ôi. Hôm qua mới ra là hôm qua mày phơi mà. Hôm trước thì lấy xịp của người ta nên là quần. Không qua tao kiểm tra kỹ rồi mà không có quần ở đấy. À người ta để vào quần để vào xô cho mình xong rồi chắc là
nó lẫn vào nên người ta không để ý. Thế mình cứ để mang lên mà mình phơi thôi. Ui. Ui được hai mấy chứ, 26. Cả ngoài đấy đi chứ. Oh no, oh no, oh no, no, kill, 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 kill. My friend. Mày quá, hiệp thứ 14 rồi kìa. Mình cũng đang loay hoay đến chặng đường tìm từng kill một. Cứ tưởng ngon ăn nhưng mà cái phòng này thằng nào cũng VIP rồi. Thì là đi xa quá rồi. Ôi ôi ôi, đuổi. Ra đây kiếm ăn thôi nha. Không để trông chờ được trong cái chuồng chó ấy này. Đấy, đúng rồi. Úi giời, bay. Nó bay kìa, nó bay kìa. Bọn này nguy hiểm quá. Úi giời. Cái con siêu bóng ma này, siêu đồng nhỏ này nó hơi ghê nhá. Thôi chuột đây. Tới đây, tới đây, tới đây. Ôi, ngon, đứng đây ngon này. Ui, không ngon rồi. Trốn đây, trốn đây, trốn đây. Ui. Con siêu đồng nhỏ rồi. Ma, mình biết ngay mà. Đây, nó nhảy từ... Mấy biết từ đâu ra nữa, kinh vãi nồi. Hồi nãy anh em ơi, có khi ra nó cũng mới em. Từ đây khám phá hết sức mạnh rồi. Ôi ôi, bay. Không được một kill nào luôn. Ác thật. À, cho một kill là hiệp cuối cùng rồi đấy. Là cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Cho nhau một kill đi. Chú chỉ cần chuẩn bị một cái tâm hồn đẹp thôi. Ok. Kill đầu tiên đây rồi. Nảy số rồi anh em ơi. Chú nó VIP quá. Đấy rồi, đùa với LMG. Mình cũng quên mẹ cả tên, mình đặt tên của một cái LMG rồi. À, LMG Hunter. Ok, nghe chất lắm nhưng mà bắn trai được cái bọn đeo này. Ui ôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Alo? Cái gì đấy? Mình vẫn chưa biết cái gì vừa xảy ra đấy. Sợ quá. No. Thôi, đè này đi. Ôi dồi ôi. Để thêm mà nó còn chết thì chịu. Ôi dồi ôi. Có. Không đọc mí nữa. À, gần đây mà.